Những năm gần đây, khi nơi chăn thả gia súc ngày càng bị thu hẹp, bà con nông dân xã Yên Khương đã dần chú ý đến việc tận dụng rơm rạ sau khi thu hoạch lúa vụ mùa để dự trữ làm thức ăn cho gia súc trong mùa đông. Do địa hình và thời tiết nên việc thu hoạch lúa vụ mùa của xã Yên Khương thường muộn hơn các xã vùng thấp trong huyện. Vừa khẩn trương thu hoạch lúa, kịp thời sản xuất vụ đông, những ngày qua, bà con nông dân xã Yên Khương cũng tranh thủ những ngày có nắng để phơi khô rơm rồi cất trữ cho đàn trâu bò của gia đình mình. Cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác trong bản Bôn, gia đình ông Lương Văn Định đã tranh thủ thời gian phơi hết số rơm khi thu hoạch lúa để cất trữ cho đàn gia súc của gia đình mình trong mùa đông. Ông Định cho biết, ngoài nguồn thức ăn thô xanh thì rơm rạ cũng là nguồn thức ăn chính cho đàn gia súc của gia đình ông trong mùa đông, nhất là vào những ngày thời tiết mưa ẩm, giá rét kéo dài. Có rơm rạ dự trữ sẽ không lo vật nuôi của gia đình bị đói rét. Theo lãnh đạo xã Yên Khương cho biết, nhận thức được khối tài sản giá trị lớn từ gia súc và nhờ công tác tuyên truyền, người chăn nuôi ở xã Yên Khương đã thay đổi thói quen chăn nuôi từ chăn thả tự nhiên sang hình thức bán nuôi nhốt, hình thành ý thức chủ động dự trữ, chuẩn bị thức ăn cho đàn gia súc khi mùa đông đến gần. Vì vậy, xã Yên Khương cũng tích cực chủ động trong công tác tuyên truyền cho người dân tận dụng triệt để sản phẩm phụ ngành trồng trọt như rơm rạ, trồng cỏ voi, ngô dày để đủ thức ăn trong mùa đông cho đàn gia súc lớn.